Anh nghĩ là anh nghĩ em có ý đồ gì trong cái này. Ý đồ gì ạ? Ghép hình lại nó sẽ ra một cái gì đó. Anh nghĩ là vậy. Em nghĩ chị đang cài cắm một cái ý đồ gì đó trong cái MV này. Là một cái phần to be continue của cái hoa tulip chứ. Máy rolling. Diễn viên action 3, 2, 1, go. Hello mọi người và chào mừng mọi người đến với Segway MV. Sao họ lại nhảy ra vậy? Em nói. Của Phân. Không mất chưa vậy ta? Hô hô quyền chị. Vậy là thóc chưa? Thóc giả mà không như vậy. Ơi, sao nhở? Thóc thì quên. Thóc giả thì con trả lời đâu, quá hay. Biết tại sao? Tại vì tôi không có nghĩ cho tổ chức, tôi nghĩ cho con người. Cảm hứng trong cái MV này của Vân đó là hoa sakura. Thì hoa sakura là một loại hoa rất là đặc trưng của Nhật Bản, cho nên là mình cũng mang những cái yếu tố Á Đông vào trong MV. Như mọi người thấy là từ cái set nè, rồi tất cả mọi thứ thì hy vọng là mọi người sẽ thích cái tạo hình này của Vân. Hai cái máy mình cắt thiệt đó mọi người. Thiệt trân. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình đến một ngôi nhà xanh lá. Không biết là sao nhưng mà cứ chạy thôi. Mình cứ chạy tự nhiên nó đến chỗ này, cái mình thấy đẹp quá thì mình tấp vô. Mình vào coi thử xem ở đây có cái gì. Thì mọi người đi nhé, đi cùng mình nhé. Tên gì chưa? Chưa, làm sao biết được? Đoán bài hát hả? Mùa xuân sang có hoa anh đào. Bài hát sẽ liên quan một cái gì đó tới nhập bỏ, tới trái chiếm trái tim yêu thương phần 2. Ờ, sao tôi đoán trong tên phim quá vậy? Đúng 3 chữ nhưng mà sai một chữ cuối. Trái tim yêu thương có 4 chữ hả? Đúng 3 chữ, sai chữ cuối hay là trái tim yêu? Gần đúng. Trái tim to. Không, từ yêu là gần đúng rồi. Nhưng mà nó khá rồi, sai một dấu vào, ha? Trái tim yếu hả? Trái tim yếu. Oh really? Trái tim yếu mềm. Ê, yếu mà vậy là sao? Yếu thì cao hơn xíu nữa. Cùng thanh, cùng thanh. Yếu. Trái tim. Rồi, lên sông vào đi ạ. Yếu. Rồi, bắt rồi. Trời ơi, cái thanh gì mà từ yếu mà. Yếu là đã này, mà còn gì lên nữa. Là một cái núi. Yếu núi. Để rồi, anh sẽ để cho cái box lại. Trái tim.
Đúng rồi, thấp, thấp, cao, lên giật. Phải không? Rồi anh sẽ đưa bóp vô cho mình bước lên. Chơi tìm yêu đuối. Yêu đuối mà đập dữ vậy. Chúc cho ca sĩ Thúy Vân với dự án rồi, lần thứ hai xét này sẽ bùng nổ, sẽ hoành tráng hơn, sẽ được khán giả yêu thích đón nhận hơn thôi anh ơi. Nói chung là mong là mọi điều may mắn và cũng như là tất cả các fan của ca sĩ Thúy Vân sẽ ủng hộ cho chị ấy thật nhiều trên con đường này. Bởi vì khi mà đến tại đây thì Dân đã thấy là cái sự nỗ lực của không chỉ ca sĩ Thúy Vân đâu mà còn tất cả các ekip ở đây, và hình như dự đoán là hôm nay mọi người cũng sẽ chiến cả một ngày thật là dài, cho nên là mong là dự án sẽ được đón nhận và cũng như sẽ là top 1 trending. Mọi thứ nó không có còn dừng lại ở đây đâu. Mọi người chờ đi. Cái cảnh này xong đúng không? Tí nữa sẽ qua một cái cảnh khác. Cái mọi thứ này, nó sẽ còn rất là khủng khiếp nữa. Mọi người nhớ cái hình này nha, chắc chắn có vấn đề. Tin tôi. Những chắc con chắn. Cờ mọi người nhớ nè, những con cờ nó chỉ được xuất hiện trong phim cổ trang. Khi mình được gửi gắm những cái ý nghĩa gì đó thôi, tưởng tượng hai lão tướng đang đánh cờ với nhau xong rồi một ông đặt xuống. Thấy không, thấy có chuyện liền tương tự vậy nè đó. Bả ngồi giữa lúc đầu hả, bả nằm xong rồi bả ý nghĩa là tôi cũng là một con cờ với mọi người. Xong rồi hả, cái bộ kimono này màu trắng có ý nghĩa là gì? Một chuyến đi mới, nghĩa là hả, bả đã bới tung hết quá khứ của bả ra, xong rồi hả, bả trở thành người đánh cờ, bả ngồi ở giữa. Bả đặt tay một cái là con cờ thì xuống. Lúc đầu là con cờ nha, nhưng mà sao con cờ lại nổi trội hơn những con cờ khác? Đó là một vấn đề nữa. Có vấn đề hết. Thấy cái đầm chưa mọi người? Thấy cái đầm không? Thấy cái đầm á hậu không? Tại sao cảnh đầu tiên là lấy cái đầm của á hậu ba? Là đem cái gì ở quá khứ về bọn mà nằm giữa cái nằm giữa xung quanh, xung quanh toàn là cờ. Tao cũng là một con cờ, nhưng tao may mắn là trời ơi tao nổi trội. Đúng rồi, không phải may mắn nổi trội mà là khẳng định là tao vẫn là con cờ, nhưng mà tao có vị trí riêng của tao nè, nhưng mà tao vẫn thành con cờ, nhưng mà xong đó tao vẫn thoát khỏi ra và tao bây giờ là người nói chung cờ. Là bây giờ mình phải tìm cái này nè, cái phía sau á. Ta là người đánh anh chưa cờ tìm luôn. Được, nhưng mà anh sẽ tìm được. Tức ok, mọi người đón xem MV để biết như thế nào nhá. Người như tôi thì ai sẽ không khi tôi rời xa. Chẳng ai chẳng cho người hỡi chàng, liệu rằng ở trên trời cao anh thấu trái tim tôi đầy yêu đuối. Chàng ơi chàng, hỡi chàng, ở giữa muôn sao trời rực rỡ lung linh là anh thôi. Hãy cho tôi bên anh suốt đời, vì khắp thế gian này sẽ chẳng ai yêu bằng tôi đâu. Hãy cho tôi bên anh suốt đời, chỉ cần ở bên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người và đây là outfit dance của bài trái tim yếu đuối. Và Vân rất là vui khi mà hôm nay mình hóa thân thành một nữ sát thủ rất là ninja, rất là ngầu. Và it's a wrap! Chưa là mọi người hãy đón xem MV trái tim yếu đuối nha. Yeah! Rap xong rồi không kịp nói luôn. Không kịp nói luôn. Ok. Hết đèn. Yeah. It's a rap. Lấy tiền, yeah. It's a rap. Yeah. Lấy tiền. Chào Mi nè.